Sáng 29 tháng 8, lãnh đạo thành phố Thượng An đến thăm và chúc mừng Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương và các chức sắc chức việc tăng ni Phật tử tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn thành phố Thượng An nhân đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2023 tại các nơi đến thăm đoàn lãnh đạo thành phố thuận an đã gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị chức sắc cùng toàn thể tăng ni phật tử trên địa bàn thành phố thủ dầu một thành phố thuận an đón mừng đại lễ vu lan vui tươi an lành và hạnh phúc đồng thời khẳng định những đóng góp tích cực của tăng ni phật tử trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tham gia công tác từ thiện xã hội góp phần cùng đảng bộ và chính quyền thành phố thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng các vị chức sắc bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn sâu sắc lãnh đạo thành phố Thuận An đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong các hoạt động của Phật giáo. Các vị chức sắc Phật giáo khẳng định sẽ cùng các tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết xây dựng giáo hội Phật giáo ngày càng vững mạnh và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.